chúng tôi là làm nghề có 15 năm mà chúng tôi không thể nào mà ngờ nổi cái giá nhà chung cư ở ngoại thành, chưa nói nội thành, đã lên đến 60-70 triệu một mét. Chia sẻ trên của ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam tại một diễn đàn bất động sản mới đây đang nhận được sự quan tâm từ cộng đồng môi giới bất động sản. Tuy nhiên, thống kê mới nhất của các đơn vị nghiên cứu thị trường cho thấy điều được xem là bất ngờ lại đang diễn ra. Thậm chí, giá căn hộ chung cư tại hai thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã và đang được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Cụ thể ra sao, xin mời quý vị cùng theo dõi trong video của CafeLand nhé. Theo ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, thị trường bất động sản đã trải qua khoảng thời gian gần 4 năm trong trạng thái khó khăn triền miên. Bên cạnh các khó khăn, vướng mắc về pháp lý thì thiếu vốn là nguyên nhân chính yếu khiến các doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó càng thêm khó. Tuy nhiên, dù thị trường hay thu nhập của người mua sụt giảm thì giá chung cư vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Hiện nay như là giá nhà chung cư, bản thân chúng tôi là làm nghề có 15 năm mà chúng tôi cũng không thể nào mà ngờ nổi cái giá nhà chung cư ở ngoại thành, chứ chưa nói nội thành, đã lên đến 60-70 triệu một mét. Như thế thì cái việc mà thu nhập trong 5 năm gần đây thì của các doanh nghiệp và giảm, tuy nhiên cái giá nhà thì lên quá cao như vậy thì cái khả năng tiếp cận nhà càng ngày càng khó đối với người dân và những người có thu nhập ở mức trung bình. Nhiều nghiên cứu khảo sát của thị trường được công bố trong 6 tháng đầu năm nay cũng cho thấy tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong 6 tháng đầu năm nay chỉ có nguồn cung căn hộ cao cấp, căn hộ siêu sang, giá bán căn hộ ở ngưỡng 50 triệu đồng một mét vuông trở lên. Hầu hết giao dịch thành công trên thị trường trong nửa đầu năm chỉ tập trung vào phân khúc chung cư cao cấp. Thị trường đang lệch pha cung cầu khi chỉ có nguồn cung căn hộ cao cấp, siêu sang nhưng vắng bóng căn hộ giá vừa túi tiền. Cụ thể, theo số liệu của CBRE Việt Nam, tại thị trường sơ cấp, giá bán trung bình chung cư Hà Nội đạt xấp xỉ 60 triệu đồng một mét vuông, chưa bao gồm VAT và phí bảo trì. So với quý trước, giá bán đã tăng 6,5% và tăng gần 25% theo năm. Nguồn cung mới phân khúc cao cấp vẫn chiếm tỷ trọng lớn, cùng với sự hiện diện mạnh mẽ hơn của các chủ đầu tư phía Nam được cho là lý do khiến mặt bằng giá sơ cấp chung cư tại Hà Nội giữ ở mức cao. Tại thị trường thứ cấp, sau giai đoạn tăng trưởng nóng trong quý 1, mức tăng giá bán trong quý này đã chậm lại với mức tăng 5% theo quý và hơn 22% theo năm. Giá bán thứ cấp trung bình căn hộ chung cư Hà Nội hiện đạt xấp xỉ 38 triệu đồng một mét vuông, chưa bao gồm VAT và phí bảo trì. Nguồn cung sơ cấp đang trở nên dồi dào hơn đã khiến mặt bằng giá bán thứ cấp đi vào chu kỳ ổn định hơn. Trong khi đó, tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, giá bán trên thị trường sơ cấp tiếp tục đà tăng nhẹ, tăng khoảng 3% theo quý và 6% theo năm, đạt trên 63 triệu đồng một mét vuông. Với đà tăng giá trên thị trường sơ cấp, cùng với các dự án điều chỉnh giá bán sơ cấp cao hơn giá chào bán các giai đoạn trước, thị trường giá bán thứ cấp chung cư thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận mức tăng 4% theo quý và 3% theo năm. Các khu vực xa trung tâm có nguồn cung căn hộ nhiều, ghi nhận tình trạng cắt lỗ trong thời gian trước cũng ghi nhận giá chào bán thứ cấp tăng 2% đến 3% theo năm nhờ các thông tin tốt về hoàn thiện, khai trương tiện ích mới trong dự án và tiến độ hoàn thiện hạ tầng khu vực quanh dự án trong quý 2. Báo cáo của Cushman & Wakefield cũng ghi nhận căn hộ cao cấp hạng sang chiếm phần lớn giỏ hàng căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh trong nửa đầu năm. Mặt bằng chung về giá bán khoảng 3.480 đô la Mỹ trên mét vuông trong quý 2, tương đương khoảng 90 triệu đồng một mét vuông, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 9% so với quý trước. Hiện nay nếu mà so sánh giữa ví dụ như hai thành phố trong khu vực Đông Nam Á, giữa Bangkok so với thành phố Hồ Chí Minh thì cái giá nhà của Bangkok nó khá là mềm hơn và gọi là tiện ích xung quanh đó thì nó cũng tốt hơn. Mình cũng là có dư địa phát triển trong tương lai nhưng mà hiện nay là giá là khá cao rồi. Có nhiều lý do được đưa ra để lý giải cho việc giá căn hộ không ngừng tăng cao. Trong đó có nhu cầu về nhà ở không ngừng tăng trong khi nguồn cung hạn chế, góp phần để giá bán căn hộ mới tiếp tục leo thang. Bên cạnh đó, quỹ đất dành cho phát triển căn hộ cũng đang dần cạn kiệt. Còn bạn nghĩ đâu là lý do để giá bán căn hộ tại các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh không ngừng tăng cao? Hãy để lại bình luận bên dưới video này nhé! Các chuyên gia dự báo, dù thị trường ổn định, không tăng nóng, nhưng chi phí tạo lập dự án khó có thể giảm mà ngày càng có xu hướng tăng lên. Chưa kể, các yếu tố khác như giá đất, chi phí nguyên vật liệu, nhân công đều tăng. Tại buổi làm việc mới đây, ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ năm 2015 đến 2019, thị trường sôi động, giá cả tăng cao trên tất cả các phân khúc. Đối với chung cư, thời gian này tăng liên tục với mức tăng trung bình 15 đến 20% mỗi năm. Ở phân khúc căn hộ bình dân, Nếu năm 2015 có giá 25 đến 35 triệu đồng mỗi mét vuông thì đến năm 2023 đã tăng lên 40 đến 60 triệu đồng mỗi mét vuông. Với loại hình căn hộ trung cấp vào năm 2015 giá khoảng 35 đến 50 triệu đồng thì đến năm 2023 tăng lên 50 đến 70 triệu đồng mỗi mét vuông. Trong khi đó, căn hộ cao cấp cũng tăng từ 50 triệu đồng mỗi mét vuông lên 70 đến 100 triệu đồng. Giới quan sát thị trường nhận định giá bất động sản không thể giảm, nhưng chủ đầu tư sẽ phải cân đối lại kỳ vọng lợi nhuận để định giá phù hợp giá trị hơn. Cùng với đó, việc ba luật liên quan đến bất động sản là luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở và luật đất đai có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8 tới cũng được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nút thắt pháp lý cho các dự án đang triển khai dở dang, giúp tăng cường nguồn cung nhà ở. Tuy nhiên, với luật đất đai mới, việc quy định xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường sẽ dẫn đến giá đất bồi thường trong giải phóng mặt bằng cho các dự án sẽ tăng cao, khiến tổng chi phí đầu tư ban đầu của dự án phát triển tăng, có thể dẫn đến giá bất động sản dự án tăng theo. Thì nó sẽ làm cho giá tiếp tăng cái chi phí đầu vào của chủ đầu tư. Bởi vì đa số cái khung tham chiếu để xác định giá đất nó sẽ dựa trên khung tham chiếu của giao dịch thị trường, chứ không phải là một cái khung của cơ quan chức năng ra nữa. Thì khi mà cái giao dịch thị trường đây thì nó làm cho cái việc chi phí đầu vào của các chủ đầu tư tăng lên, thì từ đó chi phí phát triển tăng lên, và từ đó giá bán về cái nhà ở thực tế là người dân thì có thể sẽ tăng theo để chủ đầu tư đảm bảo một cái lợi nhuận tối thiểu. CBRE dự báo năm nay Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng hơn 8.000 căn chung cư dự kiến mở bán mới. Giá sơ cấp chung cư tại thành phố dự kiến tăng khoảng 5% theo năm. Trong khi đó, thị trường chung cư Hà Nội sẽ dồi dào hơn với 9.000 căn chào bán mới, nâng tổng số căn mở bán mới của cả năm 2024 dự kiến đạt gần 20.000 căn. Với nguồn cung sơ cấp thời gian tới tiếp tục tăng, đà tăng mặt bằng giá bán thứ cấp dự kiến sẽ chững lại với giá bán tại thời điểm cuối năm 2024 kỳ vọng tăng khoảng 22% theo năm. Những quy định mới sẽ định hình lại việc phát triển dự án nhà ở thương mại trong tương lai. Các doanh nghiệp sẽ định hình lại chiến lược đầu tư mới cho mình. Nhìn chung thì khi mà cái luật đất đai mới được áp dụng, cái việc mà có được các cái dự án mới nó có thể nó sẽ thuận lợi hơn trước đây, nhưng cái chi phí phát triển dự án có thể nó sẽ tăng, và điều này nó cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái giá bán về sau này. Thì điều đó nó cũng là một phần nào đó các bản thân các chủ đầu tư họ cũng sẽ phải định hình cái chiến lược đầu tư mới cho mình. Thì qua đó các bản thân các nhà đầu tư cá nhân thì họ cũng sẽ phải thay đổi cái cách mà họ tiếp cận với thị trường. Đơn vị nghiên cứu thị trường Avison Young nhận định các luật mới về bất động sản chính thức có hiệu lực từ 1 tháng 8 2024 được kỳ vọng tạo cú hích cho thị trường, tháo gỡ các vướng mắc pháp lý tồn động thời gian qua, thúc đẩy các dự án đình trệ được hồi sinh và tăng tốc. Tuy nhiên, nguồn cung nhà ở giá phải chăng và nhà ở xã hội sẽ khó tăng nhanh trong vài quý tới do liên quan đến quỹ đất cũng như chi phí đầu tư xây dựng ngày càng cao. Ứng dụng CafeLand Proptech với giao diện hiện đại, dễ sử dụng cùng hơn 4.000 tin mua bán dự án, thông tin đầu tư đầy đủ và cập nhật liên tục mỗi ngày giúp bạn đầu tư bất động sản hiệu quả hơn, và ứng dụng này hoàn toàn miễn phí. Vậy còn chân chơi gì mà không tải xuống ứng dụng ngay hôm nay? Link tải nằm ngay mô tả các bạn nhé. CafeLand Proptech đáp ứng mọi lĩnh vực bất động sản.